guys. Assalamualaikum. Hari ini saya mau lihat-lihat belanja di Mongkok. Di sini barang-barang murah-murah, guys. Mari ikuti saya, yuk. Guys, kaos-kaos murah 104, guys. Di sini nih banyak barang-barang murah, guys. Nih baju Chinese bisa buat oleh-oleh pulang Indonesia, guys. Meron na kayo bala na ayaw ni Papa mong puntahan? To. Guys, baju murah-murah di sini, guys.
Hồ Tây gì ạ? Sông Yan ạ mà. Cái đó lấy pin này lấy lấy cho em 5 man chỉ. Hello. Hello. Hồ Chí. Lấy tên này ở có ba này. Hồ Chí họ con chín cả mọi người. Ý chín một căn mà hồ hình nhà hay cả mẹ ghê ghê. Ý chín nhà hay hồ hình. Ý cái hết đi rồi. Có ăn xe qua mà. Thầy thầy xin là chăm tôi phan giờ này chẳng cần hãy lý tôi máy. Ý con máy mua ai phải à. Kể ta lại có giá tên kể ta à. Bagus-bagus nih guys, baju Chinese. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya dan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe Yeni channel. Bye bye, see you next.